Cái tên đấy đúng là bắt đầu từ là bạn em nó là Piu Piu. Thì lúc mà bạn em mới biết Trang, lúc mà em quen Trang á, thì Trang còn rất là trẻ. Dạ, nên vậy cái tên đấy là từ Piu Piu đặt ra và từ cộng đồng mạng người ta bắt đầu sử dụng. Em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín mà. Chồng em gặp em á thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Thì lúc đấy, bởi vì em không có biết vợ em bao nhiêu tuổi cả. Em nhìn vợ em thì cũng nhìn trưởng thành, nhìn như nó lên đồ thì em tưởng là cũng đủ tuổi rồi đó. Đủ tuổi rồi. Đó, dạ, nhưng mà hôm đấy thì em hỏi vợ em bao nhiêu tuổi, vợ em nói 16. Thì lúc đó em là em bị kiểu là bị đơ em không biết cái gì luôn. Nhỏ quá, em còn phải kêu là các anh xem chứng minh nhân dân được không. Đó, bởi vì thật sự là em không ngờ. Em nghĩ cái tiếng kèo này nó bắt đầu nó hơi chua rồi ạ. Em là Nghiêm Minh Hiếu, em năm nay là 32 tuổi. Trên thường gọi, trên mạng gọi em là Zemesis. Em làm ở YouTube, em làm video trên mạng này nọ. Em muốn gửi lời cảm ơn luôn và lời chào luôn cho hai anh chị và cũng chào tất cả quý vị khán giả cho hai vợ chồng em một cơ hội để có thể hiện lên chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Rất dễ thương. Em là quê em ở đâu cưng? Dạ, em đẻ ở Hải Phòng. Dạ, nhưng em sống bên anh từ lúc em cỡ 7 tuổi. Em về đây là 23. 23 tuổi về đây? 23 tháng học xong đại học là em về. Vậy hả? Hèn gì nói cái giọng nó lớn lớn. Bây giờ em không có tự tin về cái tiếng Việt của em. Tiếng Anh của em giỏi hơn cả tiếng Việt. Rồi bây giờ mà em giới thiệu về mình. Trời ơi, không biết sao mà người đó mà đẹp dữ vậy trời. Cảm ơn. Em xin chào chị Vân và anh Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả. Em là Phạm Thị Trang, năm nay em 18 tuổi. Còn công việc của em là KOL ạ. KOL. Dạ. Dạ, mọi người hay biết đến em là Xoài Non ạ. Mình có thể nói sơ chút xíu là tại sao là mình lại có cái nickname nó đáng yêu mà nó chua chua mà đó. Nói chung là ai mà nhắc tới cái chữ đó là nhiều nước miếng. Nhắc tới đó là tự nhiên muốn muốn liền luôn, có nhiều nước miếng luôn. Là coi như là một là lấy muối, hai là lấy cho nước mắm. Cái tên đấy chắc giới thiệu dễ hơn là cái tên đấy đúng là bắt đầu từ là bạn em nó là Piu Piu. Thì lúc mà bạn em mới biết Trang, lúc mà em quen Trang á thì Trang còn rất là trẻ. Dạ, nên vậy cái tên đấy là từ Piu Piu đặt ra và từ cộng đồng mạng người ta bắt đầu sử dụng và nói chung là cứ phát lan như thôi. Nghĩa là bạn phải có một cái gì đó nó liên quan đến cái trái xoài. Dạ, tại vì em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín mà. Chồng em gặp em á thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Anh rất là tò mò muốn biết vì sao em lại lấy cái nickname đó là Semesis. Cái nickname này thật sự nếu mà em đổi được em cũng đã đổi rồi, bởi vì cái nickname này là một cái tên mà em dùng để chơi game từ lúc em mới 9 tuổi. Nani? Từ thời rất là lâu rồi. Dạ, thì từ thời mà mấy cái game đầu tiên mà nó cho mình chọn tên nhân vật đấy. Dạ, thì em cứ dùng cái tên này từ lúc mà em ở bên nước ngoài về đến đây. Trước khi em làm YouTuber thì em stream thời mà stream chưa có như bây giờ đâu. Thời stream mà kiểu đỉnh cao của Việt Nam luôn là khoảng cỡ 100 người, khoảng cỡ 100 người xem là gọi là cao nhất Việt Nam rồi đó. Dạ, cái đấy là nhớ là 2012 à. Dạ, đó, thì lúc đấy em mới có chơi game mà lúc mà em ở nhà thì em dùng cái tên này. Từ từ nó xây lên sau bao nhiêu năm là cái tên này nó kiểu bị dính luôn. Cơ duyên nào mà em lại đi theo cái nghề mà em đang theo? Ở đó bên anh là em học rồi, khi mà lúc em học đó là em học theo chuyên ngành nào? Dạ, hồi trước mà em học là em học kiểu coding á. Nó là coding cho game. Thế là computer game design and story development. Vừa thiết kế game vừa viết câu chuyện cho game á. Đó là cái môn mà em học ở đại học. Từ cái đấy em đổi về Việt Nam là em trước là em dùng cái cách này là một cách mà em có thể giải trí. Bởi vì em bị cái là em ở nhà, em sống một mình. Em sống mình từ trước đến giờ rồi. Nên vậy lúc ở nhà nó hơi buồn. Thì lúc mà em đa số em có chơi game gì đó thì em hay stream để có người em giao tiếp với. Đó là cái đấy là một cái đam mê nhỏ nhỏ thôi, một cái hobby thôi. Thì từ đấy nó bắt đầu nó xây lên và tất nhiên nó bắt đầu nó càng ngày càng lớn. Và sau bao nhiêu thời gian thì đó thì lúc đấy em có một cái lượt follow cũng khá là ok. Nhưng mà cái này em nói cái này làm rất là lâu để xây dựng cái đó. Thật ra là chị biết không, ban đầu là rất là ít người biết, nhưng mà đến cái giai đoạn mà 2012 và cái đỉnh cao của đó là 2014 đó, là anh còn nhớ là một cái đợt mà bắt đầu là cho ra đời rất là nhiều những cái tên rất quen thuộc đó, như tên em nè, tên Piu Piu nè, Vino Tống nè, và rất rất nhiều. Và trong Pháp TV đó cũng làm một cái nhóm người mà tạo nên streamer rất là đình đám. Em gặp Trang như thế nào? Hôm đó là em đi một cái event, em được mời là khách mời, là em đến đấy là một cái event mà dành cho kiểu là YouTuber, giúp mấy YouTuber mới, mấy creator mới để biết từ nghề và nói chung tham gia. Đến đấy là em có gặp Trang. Hôm đấy em đến là Trang ngồi kiểu là kế bên phải của em, tách nhau ra cái cầu thang đi xuống ấy. Thì em cũng có để ý rồi, vì vợ em nhìn rất là like, và em làm 100% việc nhưng mà nhìn cực kỳ like, thì cũng để lại ấn tượng với em. Nhưng mà bởi vì mình đến đấy cũng kiểu là làm việc mà,
thì em cũng chuyên nghiệp, em đâu dám nói gì đâu, giả bộ liếc liếc thôi, em chỉ nhìn thôi, em chỉ nhìn thôi nhưng mà không dám nói gì cả. Sau khi mà event xong, em thì bản thân em không tin về duyên nợ, thường là em về là em không có kiểm tra trên Facebook, em làm social media nhiều mà thì em không có việc kiểm tra mấy cái ad friend hay cái gì đâu, bởi vì nó quá nhiều. Không biết sao ngày hôm đó tự nhiên hứng đâu ra em lại khuyến em lại xem em lại xem qua hết. Em nhận ra vợ em là từ một cái tấm ảnh bé, bạn bè chung thì là không có luôn, thì tất cả bao nhiêu cái list người như vậy thì em lại tự nhiên đâu bắt ra một người em nhìn thấy phải quen quen, nhìn ra à, đấy là bé mà mới gặp đó. Như vậy là Xoài Non là người chủ động add friend anh trước. Đúng vậy rồi. Thì tại sao lúc đó là em có làm ở trong một cái công ty game, em cũng theo ngành là theo muốn theo streamer, lúc đó là cái anh quản lý của em thì rất là idol chồng em luôn, thì lúc mà mới bảo là trời ơi tao thích anh đó lắm, tao có thấy ảnh nhìn mày hoài nha, kìa giờ các bạn phải có làm quen đi. Cái em thì cũng làm trong nghề này thì cũng muốn là có mối quan hệ trong nghề, thì mới là về các bạn phải có làm quen, mới các bạn đúng 5 phút sau là nhắn tin em liền, hai em có phải là cô bé ở sự kiện không. Chờ cái câu hỏi này lâu lắm rồi đúng không, đúng là ông thì mình cũng phải chủ động một tí. Phụ nữ đã áp mình rồi thì tất nhiên mình phải là người đi bước tiếp theo, đúng rồi, không để cho người ta làm hoài, không được, không được. Sau đó thì bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức quen nhau? Cũng khá là lâu luôn, bởi vì lúc đó em mới 16 tuổi đúng không? Dạ đúng ạ. Dạ cái đấy là phải cũng thời gian đấy, bởi vì bọn em là có nói chuyện với nhau xong rồi có vài đoạn mà nói chung cũng ngừng nói chuyện á, ngừng liên lạc á. Tức là một thời gian là ngừng liên lạc. Yeah, có đôi thời gian câu chuyện là như này, nói thật luôn, cái hôm mà em lần cho em dẫn vợ em đi trong một cái date nào đi đó, đi ăn đi ha, thì lúc đấy bởi vì em không có biết vợ em bao nhiêu tuổi cả, em nhìn vợ em thì cũng nhìn trưởng thành, nhìn như nó lên đồ thì em tưởng là cũng đủ tuổi rồi, đủ tuổi rồi đó. Nhưng mà hôm đấy thì em hỏi vợ em là em bao nhiêu tuổi, vợ em nói 16. Thì lúc đấy em là em bị kiểu là bị đơ em không biết cái gì luôn, nhỏ quá, em còn phải kêu là các anh xem chứng minh dân được không. Bởi vì thật sự là em không ngờ, em nghĩ cái tiếng kèo này nó bắt đầu nó hơi chua rồi ạ. Đó bởi vì mình không có tưởng tượng được là vậy. Xong rồi sau đó nữa là bởi vì lúc mới còn trẻ quá mà phải về đúng giờ, nhưng mà trước khi đó là qua gặp anh quản lý của em chút đó, thì lúc đấy là em nghĩ ôi cái này là kiểu là mình đi kiểu hẹn hò là mình đi công việc đấy đó, thì em cũng hơi hoang mang, kêu ok mình lịch sử mà kêu ok vậy cứ đi cho xong. Qua đấy thì tất nhiên nói chuyện với anh quản lý thì em cảm giác em bị gài á. Kiểu là nói về công việc là đẩy bé lên đẩy như này lắm nha, em kêu chết rồi, cái kèo này nó chua gì đó. Mình là mình tính cách khác, nhưng mà anh quản lý với cô này là tính một cách khác. Cái lần đầu tiên mà em hẹn hò với anh này với cái tính cách lúc đó là bắt đầu là giống như hai người yêu nhau rồi đó. Tức là đi mà không thông qua quản lý đó. Trong thời gian mà em tìm hiểu chồng em thì lúc đó là em đã không còn làm ở trong công ty nữa rồi. Sau thời gian đó thì tụi em hẹn hò thì đa số là sẽ về nhà chồng em, tại vì là hai đứa thì kiểu là biến đi ra ngoài, mà ở nhà thì hai vợ chồng hay ngồi coi livestream với lại hay chơi game với nhau. Thì là em hay qua với em chơi. Nhưng mà rồi gặp ảnh là có thích ảnh liền không? Dạ chắc là sau này mới thích. Sau bao lâu thì em cảm thấy trái tim rung động nè? Dạ khoảng tầm 2 tháng ạ. Tại vì sau lâu quá, 2 tháng là trong thời điểm đó thì cũng có rất là nhiều người kiểu tìm hiểu em, nhưng mà họ kiểu như là không thấy em kiểu lại á, thì họ kiểu họ đi. Còn chồng em thì vẫn là luôn bên cạnh em, kiểu em đi quay hay là đi đâu chồng em kiểu những lúc em cần là sẽ có bên cạnh, thì em cảm thấy là người anh ông này kiểu rất là quan tâm em, không có như những gì mà người ta nói. Tại bình thường ở trên mạng thì hay nói là chồng em là kiểu lăng nhăng, thành ra là lúc mà em mới gặp chồng em thì em kiểu em hơi rụt vô trong xíu, em không có dám. Sau một thời gian mà thấy kiểu chồng không có như những gì người ta nói thì bắt đầu mới nói thôi cho người ta mở lòng đúng không, mở lòng ra thì mới thấy là chồng mình được ngon, ngon đúng không. Như vậy là theo anh nghĩ là chắc tới 18 tuổi thì hai đứa mới chính thức là yêu nhau và em cầu hôn cổ đúng không. Mình em bắt đầu yêu nhau lúc mà Trang cỡ 17 đúng không, 16 rưỡi đi, tại vì lúc 16 là gặp nhau xong rồi 2-3 tháng sau mới thích. Lúc mà Trang cỡ khoảng 17 thì em cầu hôn và dự định là cưới cho năm sau luôn. Thì đúng năm sau là hôm mà ngày đám cưới đó, là vợ em mới đủ tuổi được cỡ khoảng 10 ngày thì phải. Em là đám cưới thái liền luôn, thái liền luôn. Xoài Non là lắc Xoài Non. Giờ là Xoài chính rồi đó. Đúng chưa? Anh không có nhiều chuyện. Nhưng anh rất tò mò. Đó là cái chuyện mà em lần đầu tiên hai đứa hôn nhau,
cái nụ hôn đầu tiên đó là em chủ động hay là cô ấy gợi ý? Bởi vì em cũng lớn tuổi hơn vợ em khá là nhiều thì cái tuổi của mình á là khác nhau hoàn toàn. Lúc mà trong mấy thời gian mà em muốn kiểu là thử hôn vợ em lần đầu đi ha, thì em nói thật luôn là em cực kỳ ngại. Bởi vì lúc ấy vợ em đang trong cái tính mà kiểu như là không biết em giải thích như nào nữa, kiểu cu kiết, kiểu là bất cần, kiểu lạnh lùng, khoảng 67 bây giờ kiểu đấy đó. Lúc đấy là em muốn gần gũi hơn nhưng mà em không biết cách nào được, mà kiểu là đi taxi trên đường về là em đưa vợ em về nhà. Em đi taxi trên đường về thôi em thấy nắm tay cũng khó, kiểu là vợ em này cứ kiểu đó, không hờ không có tay nắm luôn, khó. Nhưng mà lần đầu tiên thì em nhớ đúng thì như là em thì phải, em như em là người chủ động. Chủ động ra, chủ động ra ở đâu? Cái đấy như em nhớ đúng là ở nhà em. Không, taxi mà. Nhắc gì vậy? Ừ, taxi lúc mà đưa em về xong cây hôn lên môi em. Hôn đâu? Hôn đâu? Lên môi. Em nhớ lúc vợ chồng em kiểu vậy nè, kiểu em thì em cũng thấy là như thế này, xong cứ đưa dậy, xong bắt đầu kiểu cứ ngồi dậy, em thấy xong em cũng dạ vợ em để tay đây, xong rồi kiểu cũng ngại, xong rồi cũng sợ là em đánh, tại lúc em dữ lắm, vậy mà em dữ mà, cái xong cũng sợ, xong rồi thôi là đặt lên đây, cái em mới đưa tay đây để bắt đầu mới kiểu nhẹ nhàng đó lấy để đoán tay. Hiếu á thì là một cái người là hoạt động trên social, trên social media, là quá quen với những cái comment, những cái đàm tiếu của dư luận rồi, nhưng mà em thì em còn quá trẻ. Vậy thì cái điều gì mà khiến em vượt qua được những cái điều đó? Lúc mà em quen chồng em thì em cũng đã hoạt động ở trên kia rồi. Thì em cũng đã từng trải qua những câu chuyện mà nhiều người nói và nhiều người nói mình rồi. Thành ra khi mà em quen chồng em thì cái câu chuyện nó không còn là một vấn đề xa lạ gì nữa. Thì em cũng bước qua cái đó chuyện bình thường mà em cũng kệ luôn, em cũng không quan tâm luôn ạ. Bây giờ hai chồng lấy nhau rồi về là em có cảm thấy là em thỏa mãn với cái cuộc sống và em hạnh phúc với cuộc sống mà hiện giờ em đang có không? Dạ có. Mặt rất là mỹ mãn luôn. Và ngày hôm nay nữa, khán giả khi mà xem được chương trình này thì mới thấy rằng là cái việc mà hai bạn đến với nhau hoàn toàn không vì một lý do ngoài là việc là yêu nhau thật lòng. Đúng chưa? Hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi cưng? Hai vợ chồng em lấy nhau từ tháng 11 ạ. Tháng 11 nay là mới có 4 tháng à. Son quá ha. Như vậy chắc có lẽ là chưa có thấy được cái tật xấu gì của nhau đâu. Thấy nhiều lắm. Nhiều lắm rồi hả? Có nhiều cái kỳ lắm. Đâu kể luôn nè. Không dám kể luôn nữa. Em còn rất là trẻ thì có nhiều cái tính. Con nít nó cũng rất là lộ ra ở nhà. Tự nhiên đâu ra đó một ngày vui vẻ, ngày bình thường, và em đứng ở giữa nhà nhảy múa, la hét hát hò. Thì cái đó đâu phải tật xấu đâu, cái đó đáng yêu mà. Đáng yêu nhưng mà tất cả cái tính đấy là cũng kiểu là bây giờ mình lớn rồi mình cũng không có là không được kể những tính đáng yêu. Đúng rồi. Còn mát của chương trình là bây giờ là mình phải kể tật xấu nè. Tật xấu và em bây giờ cái rõ ràng nhất là em có thể nghĩ tới cái ngủ nhiều. Và em là ngủ như là em bé mới đẻ. Vậy em bé mới đẻ. Như là em bé mới đẻ. Cháu em không ngủ nhiều như vợ em. Em chưa thấy ai mà ngủ được 16 tiếng. Và điều đấy thấp hơn. Không phải là ngày này qua ngày nọ không, hay là không phải hàng ngày, nhưng mà có mấy khi nếu mà có thể được thì sẽ ngủ bất cứ lúc nào cũng có thể được, đúng không? Công việc chính của em là làm về mạng xã hội á. Thì em sẽ dành thời gian như buổi tối để làm việc, tại vì ban ngày thì kiểu như em không sống vào ban ngày thì sao á. Em không hợp với ban ngày là đầu óc em kiểu không suy nghĩ được gì cả, chỉ có buổi tối bắt đầu em mới phải là check công việc, xong rồi xem này trả lời kia, rồi em làm hết trong buổi tối luôn, xong rồi ban ngày thì em đi ăn đi uống đi xem phim đi ngủ. Nhưng mà cái đó cũng không kể là tật xấu nữa. Ví dụ như ăn uống nè, bề bộn được không nè? Có xấu ăn không nè? Ví dụ như đói bụng á là có hay la cọc, em không? Cọc quá. Tất cả gì anh mới nói như là tật của em không? Như là tật của em không. Vậy em có quyền rồi, là tới em đó. Em thủ em rất là hay cằn nhằn, tại vì em cực kỳ ghét ở bừa. Mà chồng em mà quần áo đi đến đâu là quần áo tuột đó. Là bừa bộn nè. Dạ đó. Đúng rồi. Thứ hai nó hay cáu ăn mà hay quạo lắm, mà chịu nhiều khi mà giờ gần đây chồng em thì nhìn cái body thì cũng phải biết là phải giảm cân rồi ạ. Không được ăn á thì quạo xong rồi hả, nguyên một ngày không thèm cười với ai hết trơn á. Em có dở, em có gì không? Cũng đúng trạng thái à, đang quạo nha, đang dịch ăn quạo đó. Ở nhà có gia trưởng không hay là trẻ con? Dạ chồng em thì trẻ con theo em. Không, thí dụ một cái tính trẻ con đi. Ơi, nhiều khi mà nằm cái meo 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 đi chơi, cái xong rồi muốn rủ em đi chơi cùng á, cái em không chịu đi, cái quỳ xuống dưới kiểu gì nè, đi mà thiếu vợ chồng đi không được, kiểu như là phải làm cách gì dễ thương nhất để cho em đi, nhưng mà em không đi. Năm kế đó. Ơi, dạ phải nghĩ năm kế. Anh rất muốn xem lại cái hình ảnh mà em năn nỉ vợ em có thể tái hiện lại cho anh coi được không? Đây để em diễn tả, em diễn tả nha. Vợ
đi đi mà tiếu vợ vợ chồng đi không được. Mà em đang phơi đồ. Con đang phơi đồ à? Trời ơi đẹp vậy. Em là em ngồi em bị em ngồi xuống thì em sợ em không ngồi đứng dậy nổi. Nhưng mà em ôm hai gối em kêu kiểu là chấp chấp hai tay như này và em kêu vợ không có vợ thì cũng nhịn nổi. Nó hơi khó làm một tí với mặt cái bộ này. Ở chung với nhau thì nó cũng tính vợ mình như nào mình cũng vậy. Dạ. Bây giờ mà người ta vẫn là cô bé mà chiều dữ không, nhõng nhẽo không, cũng phải có một chút gì đó gọi là nhìn, một cái gọi đó gọi là nhường nhịn. Nhường nhịn mà nhẫn nhịn luôn không? Hôm mai chu lè chu lét á, có như là sao nó không có đâu. Em rất hiểu chuyện luôn. Em thì lắm, em kiểu như khi em nhõng nhẽo thiệt. Dám hỏi thì hai vợ chồng có phải ở chung với nhau thì trong thời gian mà ở chung với nhau á, hai vợ chồng hầu như là không cãi nhau luôn á, chỉ là lâu lâu thì có bất đồng quan điểm một chút xíu rồi giận hờn nhau xong đi tiếng ai tiếng đi về lại hòa. Hai đứa có ý định là bao giờ mới có em bé không? Bọn em đang cố đang thả luôn đó. Dạ đang luôn. Ôi vậy hả, là dạ, coi như là bé mới 18 luôn, cho có con luôn. Dạ. Dạ thật ra em cũng thích cái em bé thôi, tại xung quanh em ai cũng có em bé hết trơn á. Ở nhà có một cái bạn nào mà em cưng chiều không? Dạ nhà em có nuôi một bé Cory ạ. Cory đúng không? Dạ. Chà chắc cưng lắm đúng không? Dạ cưng nhất nhà đúng không? Cưng nhất nhà, cưng hơn ảnh không? Dạ cưng hơn. Mà hai vợ chồng đều cưng hả? Dạ tại vì chồng em rất là thích nuôi chó. Thì chồng em kiểu như bảo là sau này anh muốn một khung hình nhà mà có hai đứa con và một con chó ở trước nhà thì là chụp hình gia đình, thì đó là một gia đình đẹp. Và bây giờ hai bạn mong muốn thay đổi điều gì? Có mong muốn thay đổi không hay như nguyên vậy? Em luôn tin tưởng là em không bao giờ muốn vợ em thay đổi gì cả, trừ cái đấy là cái tự nhiên. Bởi vì em nghĩ đây là như là mình yêu người này, mình thương người này, mình cưới người này cũng bởi vì chính là bản thân họ. Thì tất nhiên cái điều xấu hay điều tốt của họ cũng là cái thứ mà khiến mình mình thích. Quyết định là mình sẽ cưới người này. Kêu là thay đổi gì đó thì em không bị muốn cứ để nguyên. Dạ, nếu vợ em tự thay đổi đi thì tất nhiên cái đấy là mình quyền của vợ. Chính xác. Còn này vợ em hay không? Dạ. Còn em thì sao? Dạ thì em cũng vậy. Tại vì em không ép ông thay đổi, nhưng mà nếu mà ông thay đổi được thì tốt. Tại vì nó không phải là một vấn đề quá lớn với em. Em thấy sống cũng hợp cả với em. Hợp cả. Thực sự là chị rất là thích cái nét đẹp của bạn này. Dạ, lắm. Cảm ơn. Xinh thiệt là xinh vậy đó. Cho nên là chị nghĩ là nếu như mà cái cơ hội nào mà em gọi là đóng một cái bộ phim, và thậm chí nha, bé này cũng hợp mà xem xít cũng hợp luôn nữa. Đóng phim như xem xít em thì hơi già rồi. Không, cái mặt em cũng có thể đóng phim được đó. Trước giờ em cũng đã từng nghĩ rồi, nhưng mà để em nói chuyện với kiểu bạn bè, nói chuyện thân thiết thì em có thể nói được, nhưng mà để đặt lên kiểu tivi cái này nọ với cả show mà kiểu cách nói chuyện á, em không có quen thuộc. Em nghe em hay bị dối. Vì cái em không học công việc. Chị chúc tụi em á là hạnh phúc nè. Anh hy vọng là sẽ có một cái dịp nào đó thì là anh sẽ nhìn thấy em xuất hiện với một cái bài diễn trên màn ảnh rộng ở trên tivi. Trước khi tạm biệt thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em tất cả mọi công việc đều được thuận lợi nha. Chúc cho em cái điều mong muốn em sẽ hiện thực, đó là sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời. Là chúc có baby luôn á hả? Chúc có em bé luôn rồi. Ấn tượng quá. Hai bạn giới thiệu cho mình. Mình là Nguyễn Văn Thành. Năm 34 tuổi, nghề nghiệp là hớt tóc. Còn em? Em là Nguyễn Thị Mừng, năm nay 22 tuổi, nghề nghiệp là phụ chồng làm tóc. Mẫn là người gì? Em là Huế. Người Huế. Còn Thành là như người Bắc hả? Dạ đúng rồi, em ở Lạng Sơn. Dạ. Chồng Lạng Sơn, vợ Thừa Thiên Huế. Ủa hồi nãy em nói em là bao nhiêu tuổi? Dạ 22 tuổi. 22 tuổi, còn Thành nhiêu? Mình 34. Thế là hơn lớn nhỏ con giáp. Đúng rồi. Giáp. Thường là con trai Bắc á là thích gái Huế lắm nha. Nhưng mà con gái Huế thì hình như là không có thích trai Bắc đúng không? Dạ đúng rồi. Con gái Huế là thích trai Nam. Dạ đúng rồi. Như vậy chắc chắn á là cái việc Thành á mà theo đuổi Mận là hơi bị khó đúng không? Dạ đúng rồi. Khó không? Khó. Khó sao? Đâu kể cái buổi ban đầu lưu luyến ấy. Cái khoảng 6 năm thì mình mở cái tiệm hớt tóc ấy thì cũng cạnh chỗ xưởng làm của vợ mình. Lúc ấy mình nhìn vợ mình lúc ấy thì khoảng độ nhỏ lắm, chừng tí à, chừng 16 tuổi thôi. Chứ ấy mình cũng có một đời vợ rồi. Mà cũng có một đứa con gái, lúc ấy chia tay rồi. Khi đó mình gọi chồng mình bây giờ là chú. Cũng nghe mấy người trong xưởng làm á kêu là cha này là có vợ có con đấy, liệu hôn đình có quen. Mà nhìn ấn tượng lúc đầu cũng ghê lắm, không phải để tóc như bây giờ đâu, nó quấn 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 như con heo vậy nè. Đó sẽ rõ ràng cái đầu của Thành á nhìn giống cái đuôi heo. Cái gì cũng không có ấn tượng. Có là người đi ngang qua, anh thì đang lấy tay vậy nè, mắt cứ nhìn chăm chăm vậy, cứ nghĩ trong bụng kêu làm gì chắc thùng tay khách quá. Lúc đó là Thành để ý cô này không luôn, vừa để ý vừa thả dê tí để cô ấy biết là mình cũng có tình cảm với cô đấy. Thả dê làm sao? Lâu lâu cô ấy đi ngang qua nhìn không mình huýt
Ai có biết. Mỗi lần mà anh đút chuột gì em cảm thấy khó chịu không? Chà, nhưng mình cũng ngay nè. Ôi cái cha này sao nhìn ghê thế. Còn có cái điều cười mà cười ghê thì anh cười cho em. Chỉ cần đi ngang qua là nút chuột xong, sau đó là nút chuột. Mà lúc ấy không biết làm cách nào để cua người ta nữa. Tình cờ bên xưởng làm của ấy mất điện. Tự nhiên cô ấy mang cái điện thoại qua. Cô ấy nói, chú ơi chú, chú cho cái con sạc cái điện thoại với. Mình luôn mình bảo, em cứ vào, em vào đi. Tiếng không nói, sạc điện thoại. Còn lúc ấy thì em cứ về đi. Để trong lúc ấy là mình lấy điện thoại của cô ấy, gọi hàng số của mình. Nhắn qua đến lại thôi, thì cô ấy nhắn mình lại như thế này. Chú ơi chú, con lạy chú có vợ con này, chú đừng có cua con nữa. Lúc đó là em vẫn chưa biết. Cứ tưởng là thua người ta đồn á, đúng không? Lúc mà cô ấy kêu là thua thì chú thôi rồi đó. Thôi thôi, mình cũng thôi. Mình tức lắm. Thường thường á, buổi chiều á, ở chỗ làm của mình á, thì mình hay lấy nước rửa tay đồ ra nè. Rồi mình ra mình dội ra sân ấy, cho sạch. Trong cái hôm đấy á, thì tình cờ á, đang chuẩn bị dội. Tự nhiên cô ấy với bạn cô ấy đi ngang qua. Thất luôn. Làm thất luôn. Nó chạy ra. Hết luôn. Mình sợ lần sau mà cứ đi ra thì chạy nhanh, cũng dám đi từ từ. Sao kỳ ha? Từ là đã sợ một cái con người nào rồi là sợ luôn á, né né cả đường đi lối về luôn đó. Yeah. Sao tự nhiên bây giờ lại lấy nhau kỳ? Yeah, thì lúc đó thì con cũng có bạn trai rồi. Thì anh này là những người là dự bị thôi. Làm buồn thật buồn, nó nhắn tin hỏi là này kia rồi mới rủ đi chơi, là dạng như là làm xe ôm cho mình á. Lần đầu tiên là đi với nhau, chú có làm gì cháu không? Lần đầu tiên ấy thì cô ấy mặc quần đùi ngắn ngắn ấy, thì giò thì cứ đụng đụng người mí ấy, mình bỏ tay đằng sau xem sao, sợ sợ tí. Chửi à? Chửi luôn. Không có chửi mà phản ứng tự nhiên thì hỏi là chú làm gì á, kêu là anh mỏi tay quá anh bỏ tay xuống một tí rồi á. Vô tình đụng thôi đúng không? Vô tình thôi, với mình nhá nhá thôi, mình cũng không dám để lâu. Có nghĩa là chỉ có cái chuyện sờ đùi vô tình xảy ra thôi chứ. Còn cái này em nghĩ không vô tình đâu, cố ý. Nhưng người ta đàng hoàng thì người ta không làm gì đâu. Rồi sao cái bữa đó có gì đâu? Không, sau bữa đó thì vợ mình nói là thôi, chú ơi chú, con lạy chú ghê lắm. Con không dám đi chơi với chú nữa đâu. Rồi lúc ấy là thôi. Thôi trong bao lâu thì mới là có lần thứ hai? Thì như cũng 6 tháng sau mới nhắn lại. Rồi sao rồi lúc ấy là lâu lâu rồi tối thì cứ gọi điện thoại nói chuyện thôi. Trong thời gian 6 tháng ấy thì lúc ấy thì cũng buồn buồn thì mình hay đi uống cà phê ôm ấy. Lúc lần nào mình đi uống là gặp vợ mình đi ngang qua là nhìn thấy. Mà mỗi lần gặp vậy em có phản ứng gì không? Thì mình chưa là gì của nhau thì cứ đi chờ bình thường thôi. Đến khi về nhà mới nhắn là con kinh tởm con người chú quá. Không thấy ở trong tiệm, thấy ở ngoài quán thì lại ngồi với em phục vụ á. Thì lúc ấy mình cũng nhận được tin nhắn của người ta, nghỉ sướng. Tự nhiên có người ghen. Nhưng mà thật lòng là em có ghen không? Ghen thì cũng không đúng, đó thì cũng có bạn trai rồi. Ít tháng sau thì mới về quê làm đám hỏi á. Wow, gây cấn rồi nghe. Nói là đám hỏi thôi chứ mình quen trên đài á, nói chuyện thì cũng thấy hợp, thì bắt đầu mới đi hỏi về thì mới biết anh này là nhà trường này, gia đình này khó tính, cũng thường xuyên cãi nhau lắm. 3 tháng sau thì chia tay. Còn lúc mà cô ấy đi hỏi lại có như thế này phải tức chứ. Cô ấy còn nhắn tin cho mình, chú ơi chú, con đang đi hỏi chồng nè. Mới tức thì nhắn tin, em có đi hỏi thằng đó cũng không hạnh phúc đâu, em thì có lấy anh mới là hạnh phúc thôi. Trời ơi, con trả lời kia là sao? Em không trả lời. Thì là 3 tháng sau là bắt đầu chia tay anh kia, thì bắt đầu cũng có cảm tình tí xíu thôi. Mày nghe mong manh à, bé mận bên đấy thì hỏi chồng rồi mà sao mà cãi nhau chia tay á, luôn mình mới có cơ hội tiếp. Trong đến một thời gian sau đó thì đi chơi lần thứ hai, xong rồi mình rút kinh nghiệm lần duy nhất chạy luôn vào quán cà phê sân vườn. Có sợ không? Sợ lắm, tối om mà. Rồi chú có làm gì cháu không? Thì lúc đầu thì cầm tay mà 5 phút sau tự nhiên ôm hôn luôn, đúng như chẳng như con báo vậy đấy. Tự ôm hay là buông xuôi tay? Sợ quá, buông xuôi tay luôn ha. Lúc đó còn trẻ con lắm, sợ. Sợ đến bao lâu thì mới hết sợ? Mà lúc ấy thì cô ấy cũng chưa yêu đâu. Tối rồi lại còn một cái anh người cùng quê nữa, cũng để ý vợ mình. Quê chơi á, anh này là có vợ 2 con. Mà khi quen mình là giấu là còn trái tưng á. Thì sau thì tìm hiểu mới biết là anh này có vợ rồi. Thì mới nói với má. Thì má mới khuyên là thôi đi vô lại Sài Gòn mà làm đi. Cho là hay đi học ở chỗ thằng Thanh đi. Sau đó thì mẹ vợ mới nói là gửi gắm cho mình. Nên lúc ấy mình thấy sướng quá. Không, nhưng mà bây giờ vậy nè. Cái lý do gì mà đồng ý làm vợ của cô Thành? Ở ngoài quê thì mẹ là có kêu là con gái thì cũng 12 bến nước, chả biết bến nào trong mà tròn đâu. Chắc thằng Thành này chắc nó không thương mày thiệt. Lúc đó thì mà cũng có nói là bà cũng có dặn là lấy thằng nào mà đừng có bia rượu giống ba mày khù lắm. Thì vô tình thì anh này là không có biết bia rượu gì cả. Có nhiều dồn vô cái chuyện cô gái hết rồi. Dạ đúng rồi. Rồi
Bây giờ lấy nhau xong rồi thì khi gặp con của Thành á thì hai dì cháu bây giờ gọi con của Thành gọi dạ, là gì là gì, hai dì cháu có hợp nhau không? Dạ có, hợp lắm, như chị em vậy đấy, đi đâu cũng đi cùng. Lần đầu tiên là đã hợp liền không? Dạ lúc đầu thì hơi ngại thôi. Nhưng chồng bây giờ thì mới dạng như làm cái cầu nối á. Mà là em cũng thương dạ, thương đúng thương rồi. Bé dạ, thương như một người mẹ hay thương như một người chị? Chắc là như một người chịu á, vui lắm, vui lắm, vui lắm, vui lắm luôn á. Bánh tráng trộn ngồi ăn với nhau mà, kêu ngồi bánh trộn cái gì mà ăn cùng nha, vui lắm, thoải mái lắm, cái tâm mình cũng không có đến nỗi là xấu như người ta. Như vậy thì khi mà em chứng kiến vậy em có xúc động không? Cũng không dám nói ra đâu, mình chỉ nhìn và quan sát thôi, mình biết vậy đâu mà lúc nhiều khi thì mình thấy cũng hơi cũng được như vậy. Thấy yêu vợ hơn không? Thì cũng nói thật là cũng yêu vợ hơn. Ồ, rồi bây giờ là tình cảm của em bây giờ như thế nào? Anh em thì thương cái gì cũng đồng đều á, mình không có kiểu như là vợ em đẻ đứa con em ra như này mà em bỏ đứa con đang ở với em được. Vợ em biết mà. Em có dành cái tình thương nhiều cho bé lớn không? Dạ có, giống như mình mua đồ đúng không? Thì đứa lớn cũng có, đứa bé cũng có, chứ không riêng đứa bé. Vậy con chị nó sẽ tùy lắm đấy. Đúng rồi. Thực ra cái tâm lý của người, nếu mà cái người gì mà đã thương cái bé mà con riêng của chồng rồi á, thì khi mà em có đứa con ra em sẽ cảm thấy rằng là em sẽ thương cái bé đó hơn nữa. Dạ. Là vì á, cái đứa sau của mình nó được đầy đủ quá, có cả cha lẫn mẹ cái bên, trong khi cái đứa lớn á thì nó bị thiếu hụt. Cho nên cái chuyện mà em dành tình cảm cho cô bé kia nhiều hơn một chút theo chị nha, đó là một cái điều em nên giữ để bù đắp cho cháu. Dạ đấy, thì mẹ chồng cũng có nó, mình không có công sinh nhưng mình có công nuôi dưỡng nó, thì sau này nó cũng thương mình. Rồi lúc đó chồng em cũng có nói là em mà thương con anh nhiều á thì anh còn thương em nhiều hơn à. Chính xác. Chính xác. Rồi trong thời gian mà về ở với nhau thì hai bạn có nhận ra tật xấu gì? Là tật xấu của vợ mình á. Suốt ngày Facebook. Cái gì xấu hơn cái đó không? Hay nói nhiều. Nãy giờ thấy Thành nói nhiều hơn nãy giờ. Thành em hay cũng nói nhiều. Có bữa anh đang ăn cơm thì mình nói nhiều á. Anh quẳng cái chén ngoài đường luôn. Dư lắm nha, nóng tính lắm. Có lần á đang điên cái gì á, đập kính là cửa rồi cái đầu đúng không còn chàng một cái vách này, giờ con theo ở trên đầu này lên nha, nóng tính lắm. Ở nhỏ này có khi nào mà ganh tình cảm của chồng với hai đứa con không? Thấy chồng lo cho con thương hai đứa kia nhiều lắm. Thấy chưa, mới hỏi là có đồng đều cho ba đứa không đó. Tính là con này là thiệt hơn hai con kia. Nói vậy thì cũng không phải. Thấy người ta như thế, đối xử với mình, thương yêu mình như thế thì nhân đây tham gia chương trình này anh cũng nói là với em là thật sự thì cũng yêu em lắm, yêu em nhiều lắm. Nói chung thế, không phải như thế không? Trời ơi, nói kiểu đó không, nói như vậy có phải là tình cảm không? Không, tại vì mỗi người mỗi kiểu mà. Nói thế là thật lắm đó, chứ còn nếu mà không thật đó là sẽ là kiểu khác. Nói mà thấy mặt Thành đỏ nữa. Nhân đây anh nói với ông nè, anh rất là có nghĩa là Thành không có quen đầu môi chót lưỡi đúng không? Dạ vâng. Em nói mà nói theo cái kiểu văn hoa chữ nghĩa là em nói không có được. Em nói không được. Em rất là thật. Thay vì như những người đàn ông khác thế nào. Em à, em có biết là anh say đắm từng bờ môi của em, từng ánh mắt nhìn, từng cái hơi thở của em hay không? Nhưng mà Thành á, là tất cả những câu nói đó Thành gom lại bằng một động tác là đúng không? Không nói được. Cho nên là nhiều khi người nào mà chưa hiểu thì nghĩ là Thành dê. Có nghĩa là nói không được cho nên là mới lấy cái tay sờ đùi đúng không? Bây giờ chương trình thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến tham dự. Và rất mong là gia đình của bạn giữ được cái hạnh phúc các bạn đang có. Và nhớ là bỏ cái chữ chung riêng đi nha. Dạ. Đúng không? Chung hết. Chung. Đó. Chung một mái nhà. Đó, chị hạnh phúc với hai nàng công chúa rất là dễ thương. Xin cảm ơn Thành với Mận. Chào con Hồng Vân, con chào bà chú Quốc Thuận ạ. Hai vợ chồng là ở đâu mới đến đúng không? Dạ, con ở phường 6 ạ, ở Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn luôn? Dạ. Tưởng đâu miền Tây lên nha. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, con tên là Nguyễn Quốc Khánh. Con năm nay 33 tuổi, con cũng Sài Gòn luôn. Sài Gòn. 33 tuổi xin mừng anh chị được rồi. Dạ. Mình chào lại đi, chào anh chị đi. 2, 3. Dạ, con chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh, năm nay con 33 tuổi. Con với anh chị cũng như cũng như nhau à. Em với anh chị đi. Rồi, 2, 3. Em. Dạ. Em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Công việc Quốc Khánh là gì? Chắc đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. Khánh làm gì? Dạ hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Vậy đó hả? Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn cái này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng rồi. Đúng, có thể chia sẻ chút xíu về đáng yêu vậy? Cứu hộ chó mèo. Trời ơi.
chị yeah. coi trên Facebook á, ghiền coi lắm, người ta cứu chim, cứu mèo rồi cứu, mình cũng thích luôn, cứu hươu cứu nai đó, hươu nai thì ở nước ngoài thì coi hết, ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ, bây giờ giới thiệu đi Khoan, giới thiệu tên họ, công việc, rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân ạ, em chào anh Quốc Thuận, em tên là Trần Uyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Thì thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Saigon Time đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu, rất là nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi cái coi như là mình cứ tụ chúng về đó, rồi cái nguồn kinh tế là ai, ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Dạ, thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550m² để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó vỡ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Ví dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi. Thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Dạ. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Dạ. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó, bé mèo đang bị tai nạn. Nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Dạ, đánh đập tàn nhẫn luôn. Hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thoi thóp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng coi như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Là kiểu giống như là lúc đó thì còn thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em hồi đó giờ có cái câu chuyện này xin hỏi, nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một con bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, anh đang hỏi có một cái trường hợp nào thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi đó thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn em một cái rồi bé nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau, mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì xưa đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác. Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Dạ, thật ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi ạ, mới sinh con thôi, thì đi kiếm ăn và bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ, ca đó là con là em đi rước lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Dạ. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi hay sao? Dạ gặp không ạ. Thôi giờ mình vô cái vụ này nè. Đó. Em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng 1 tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty, thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô và công ty đa cấp thôi ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại và em bước vô và em thấy cái
ảnh nó chững chạc lắm mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa mà áo vest nữa và không biết làm sao hên xui làm sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi nữ ở lại thôi. Nói chứ ban đầu là đã có ấn tượng thích thích ảnh ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ em cũng để ý vợ em là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười từ đấy là từ cười từ cổng mà vô tới tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi em thấy cái nụ cười đẹp quá mà em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em là thế là từ đó tự nhiên là hai đứa là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước. Xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi á là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm. Thế là lúc đó nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi thì em cũng hay đi lượm chó mèo ngoài đường. Nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai? Dạ trước đó thì có một bạn với là một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ thì sẽ để đó trong thời gian mà tìm chủ. Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác và dữ. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp đó. Xong rồi ba bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Nhưng là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ thật ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Em mê em là đứa giải nhưng mà vì mê em cho nên mê chó mèo. Dạ, đúng chưa? Dạ. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi phải đi làm xin đi làm vào một công ty đúng không? Dạ thật ra lúc đó em hoàn cảnh em là sao? Hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học vừa mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn không? Dạ không. Dạ em tiểu thư mà. Tại vì em mê đi làm mà ba mẹ không cho đi làm nên gần như là trốn đi làm á. Còn là tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ, con em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ cũng phải đi làm về cửa cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á là em có bị cảm thấy là nhục chí không có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không á. Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ đúng tin không? Hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao có không có chảnh, không có thấy mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm, không có da dẻ đúng rồi. Đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng ạ. Cha cũng lâu rồi. Lâu quá chị ơi. Dạ, 60 ngày đó chứ đợi hoài. Dạ, 1 tháng sau là nhắn tin nhắn ơ đồ dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Đó. Rồi yêu trong vòng 6 năm. Dạ, tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo. Dạ. Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mỗi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái áo sơ rê và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá. Giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm không nói được. Mà cái mình chỗ thấy... của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn dạ còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó gà cú dịch, rồi heo thỏ có cả khỉ nữa. Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê thí dụ nha, này anh kể anh hỏi này, tụi em đang đi ngoài đường nhìn thấy một cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó, mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó chuột mèo vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là có phải duyên dạ, đúng không? Chứ không phải lúc nào chứ không phải là mình phải vô lò mổ để chuột theo dạng là có nhiều bạn là thích chuột theo
theo sở thích đó, tức là họ chuột nhưng mà họ không biết chăm bao nhiêu thì không không được như vậy. Nếu như nào nó có duyên đó. Dạ, tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ, như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn? Dạ, nói ra gom hết tiền ta nuôi mấy bé á mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền thì trời cũng phải chắc mót đồ là như là mỗi tháng em làm ra lo cho nhỏ. À, cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ hay sao? Ờ, lúc đó thì gia đình cũng không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thôi thớp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp cho em phần đó. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay không? Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây. Họ thường biết mà hỏi thôi. Dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Ừ. À, nhiều lúc tụi nhỏ hư la tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à. Tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Và rồi kiếm được chỗ thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ cho nó rất là yên tâm, rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm mắng vốn. Thì tụi em là người la chính, la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại la nhau rồi cãi lộn. Rồi xong nhiều lúc giận quá anh lâu ngày la tụi nhỏ hoài mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Rồi xong nhiều lúc nó căng thẳng nhiều lúc đòi chia tay miết vậy đó hả? Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không? Dạ, lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em cái mưa thôi ạ. Nhưng mà lần đó là chỉ có giận nha, ba ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất nhiều và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên, thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng là hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà Mai có phụ huynh đúng không? Tức là đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm não năm nào? Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa gió. Không, cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau rồi. Này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn lại. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy năm sau có em gái lác đác. Dạ không, sau đó thì ảnh sợ lắm mà tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai, trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa đi. Thôi xóa. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là nếu mà hỏi nè, ảnh có lãng mạn không? Em thấy là ảnh thuộc dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á, nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều, thì ảnh lại là cho em ngủ tới giờ nào ngủ, xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên, xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ, thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm đó nghe. Đó là những cái hành động lãng mạn em. Em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm rồi bắt đầu làm đám cưới. Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ, tụi em không quyết định có con định không có con. Lý do? Để dành cho. Nói coi tại sao? Chính là em cảm thấy là đợt cũng là trong khoảng thời gian mà vợ cùng vợ chăm sóc tụi nhỏ, cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm, em muốn là vợ em phải cực khổ thêm. Rồi thời gian chăm con, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều. Rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng rồi. Rồi lỡ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm, với lại một ngày nào đó ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con, tôi mới đẻ con rồi, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi bạn nhận giùm tôi đi, nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á, người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ giữa họ con họ với cuộc sống chứ sinh mạng của họ. Dạ, đó đúng rồi. Nên là có suy nghĩ là xong cái bộc bạch với nói ba mẹ trước. Rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá, tụi con không có thời gian chăm con, tụi con thời gian chăm, nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi con quyết định là tụi con có con được không.
Tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó, cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi mốt sau này cưới đừng có con được không? Có nghĩa là lúc yêu nhau là đã nói rồi đó đúng không? Vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn. Mày được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác. Giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó, mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong mình đẻ con, cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy. Còn vợ em là ngược lại hết. Làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao? Kiểu giống như là làm cái gì mình thích là mình làm thôi, chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy. Phá bỏ nguyên tắc. Dạ phá bỏ hết những nguyên tắc mà cho nên mình đặt ra trước giờ. Dạ đúng rồi. Em thấy vợ em rất đặc biệt. Dạ đúng rồi. Em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không? Dạ em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em, ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn. Thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa, nhưng mà ảnh chiều em lắm. Chỉ là ảnh là người nhiều khi thấy ảnh thì vậy, nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em. Chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á thì cũng nói về việc sinh con, thì có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình. Thì cũng khóc nhiều lắm, tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Và cũng có nhiều bạn nói là, có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ, mà thực ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Đúng vậy. Thực ra thì cái chuyện ở đây, cái hạnh phúc nó không, tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn thôi. Chọn thôi. Hạnh phúc là hạnh chọn phúc lựa chọn. Là lựa chọn đúng không? Chọn lựa chọn giống nhau nha chú. Trời ơi, rồi sao? Rồi lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì ảnh thích kể xấu vợ lắm. Nên phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á, nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu. Lo lắng chắc vợ mình mà khui cái tật xấu mình ra, đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên khui tật xấu của vợ mình ra. Thì quá bất ngờ. Thôi để cho anh khui đi đâu, để thôi giờ thôi. Chính vì thế là anh rất là khoái em. Thôi em khui đi. Dạ vợ có nhiều tật xấu lắm. Tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó, ganh đó thấy chưa? Ở chút là tụi nhỏ không biết gì, giống như là đang chơi giỡn xong nó la. Cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em, anh làm gì nó vậy? Trời ơi con không biết con, em biết em làm gì nó nữa. Mà tự nhiên xong cái la ngược luôn. Không biết chuyện gì xảy ra. Anh làm gì mà nó la dữ vậy đó? Hai là đòi em ngủ, đòi đuổi em, không cho em ngủ giường mà đòi ngủ, bỏ em đi ngủ ghế sofa. Bắt là, em là đuổi em đi ngủ ghế sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa là trong phòng á hả? Dạ, từ nhỏ em có hai trạm, là một trạm mình tránh rồi và một trạm là ở nhà riêng nữa. Thì cái phòng em có vậy, thì thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết. Và chồng nằm một sát bên góc bên đây. Chỉ có cái nằm. Ủa, nằm xí xí anh hỏi nè, vậy thì không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, tại vì nhà đâu thể phòng nằm máy lạnh được. Dạ có máy lạnh nè. Phòng em thì nhưng mà rồi lông chó lông mèo rồi thì sao? Tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi, tức là khi mà em chăm tụi nhỏ thì hiếm khi mà tụi nhỏ bị rụng lông á, tại vì mình chăm kỹ á. Với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ dung mọi chiếc người tụi nhỏ đầy đủ nữa, nên gần như là tụi nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ không bao giờ hành động diễn được ra trước mắt bọn thú cưng. Dạ bởi vậy thường hai đứa là phải đi khách sạn. Dạ tốn thêm khoản tiền đó. Dạ chồng dạ coi như đó là buổi đi chơi của hai đứa, giống như tranh thủ nói mẹ ơi tối nay tụi con đi chơi, sẵn tụi con ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu tại vì thôi cho ngoài đi. Biết mà mẹ biết đúng không? Dạ rồi. Là 16 con chó ngủ nhà. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Dạ không ạ. Em cho tụi mẹ các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cục gà heo hoặc là cái phần thưởng nào đó cho mấy bé. Quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng chồng. Rồi sao nữa ta? Dạ bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà.
làm sao mà gọn cho nổi. Không à, em vừa lắm, em vừa thiệt. Con em đi dọn cái mồ luôn. À, lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ nhân cái chuồng heo vậy đó. Ủa, rồi bây giờ những cái vấn đề tiểu tiện đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ, thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hai cái thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé nó, tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Ừ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ, vợ vô xíu cái tụi nó thay là dạ, canh cho anh đi toilet cái nha, vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Ừ. Tại vì em biết sao, khi mà từ nhỏ gặp em thì nó bị thai não á, tức là đang bình xong cái tự nhiên gặp em vô là bắt đầu quậy tưng bừng lên à. Nó cũng trời, chó nó khôn lắm, nó dạ. Coi mặt đúng mặt rồi dông dạ, đúng nó ngộ lắm dạ. Rồi nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á dạ. Đó thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ cắn là chuyện bình thường à, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là trên mặt. Thế là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em. Và em chăm thì em thấy là bé tình cảm á, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được 1 tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách và lủng dạ ngay đây là lủng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô em bịt mặt, em chạy vô em nói là anh ơi em bị cắn rồi, thì anh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi. Tại vì tay chân em bị cắn liên tục mà. Thì ảnh nói ừ sao rồi, có sao không, rồi em coi xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày chỉ vì lo hay gì đó em không biết. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về em nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em đút đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé đó còn ở chăm? Dạ vẫn còn, dạ, em vẫn chăm. Tại vì đối với những bé dạ, đối với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ. Em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi. Trời ơi. Rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật xấu vậy thôi, chứ còn một con người mà như vậy chị nghĩ chắc cũng khó có tật xấu lắm. Tại vì thì 450 loài mà trời chị nói thiệt với em là khủng khiếp, chứ không có đơn giản đâu. Nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó. Ủa rồi heo thì sao giải cứu? Dạ heo là hồi trước là khi mà em nhận á là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiểng, người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm cực kỳ mà ốm mà xương luôn. Dạ thấy thương luôn á, mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng 7-8 kg thôi. Xong rồi em cũng đón về và chăm xong rồi hiện tại là bé 150 kg. Thật ra là em có 2 bé heo lận, một bé heo là mất rồi thì em phải 4 người đinh lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu. Rồi em chọn cách là đi thiêu bé ở bên Bình Hòa rồi sau đó là cứ lo cho bé còn lại. Mấy con thú đó mà đầu thai được vô cái trạm em chắc nó cũng tu bị lắm đó thiệt. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi có mong muốn gì. Không muốn gì hả? Dạ thôi cứ vậy mà cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại nhiều lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không? Cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được. Hai đứa này cũng đậu trên trển á. Sứ giả. Định nói đó chị Mục. Sứ giả trên trển đưa xuống á, thiệt luôn á. Mà qua chương trình này rồi còn lan tỏa hơn nữa. Thiệt luôn á. Anh nói thiệt còn lan tỏa hơn nữa. Được. Và những người mà ngày xưa có những cái comment tiêu cực về em, chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ trân trọng em. Và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment nó sai lệch như vậy nha. Rồi thôi bây giờ tới em đó. Đấy, chồng em sao? Đó em thì thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương, và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Cái đó em không biết gọi là tật xấu hay tốt, mà ảnh quá thương em. Và như ảnh nói là ảnh là coi em là cục pin á, tức là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Thì thực ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá. Nhưng mà em vẫn không muốn anh thay đổi gì hết. Vì thực sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc anh phải cố gắng rất là nhiều rồi. Rồi ủa vậy nó có thật xấu gì đâu? Dạ là anh không có thật xấu gì luôn á. Không có. Gần như ảnh là hoàn hảo luôn á. Rượu bia không, thuốc lá không, nói chung là tất cả mọi thứ. Gọi là bây giờ hiện tại anh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì anh nói thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi. Hai câu đó thôi, em nói chuyện với vợ anh đi. Vậy thì anh có bị cái trạng thái gọi là có thể gọi là
lo lắng một cái thái quá không? Dạ đúng rồi, em thấy là ảnh lo lắng một cái thái quá. Ví dụ như em lỡ em cầm một cái vũ khí gì đó. Dạ đúng rồi, em cầm một con dao, em đang gọt trái cây. Nó không không để anh gọt, để anh gọt tại vì. Ủa tại sao? Không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi. Mà dạ. Em lại vẫn cứ thích làm mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không chép, là bà chảy. Nấu đồ ăn không được, không cho nấu luôn. Em nấu không? Cả cái việc nấu mì. Nấu mì. Lúc trước nhớ hai đứa có còn đúng một gói mì trong nhà. Lúc đó là khoảng chăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi. Xong rồi khoảng 1 giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn, là mì giả mì mì ly á, chắc nước mì trộn khô, chắc sao lọt vô cống rồi ngồi buồn cười luôn. Dạ từ đó là em là em hậu đậu, chỉ có việc là em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Đặc xấu của bà là hậu đậu đó. Hậu đậu mới dễ đứt tay. Rồi mì trùng cũng rớt xuống cống thì đó. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ, em không muốn ảnh thay đổi gì hết. Giữ y xì vậy dạ. Luôn chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên em có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh hay một cái gì đó thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thật sự là em lo phần đó lắm, tại vì ảnh lo cho em từng chút một, giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này thí dụ mà mình hai đứa mình già rồi á thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa, vì thật sự là anh đi trước anh lo cho em lắm. Không, thật sự là như vậy nè. Trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm. Đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó. Cái đó là nó nghiêm túc. Bởi vì em phá cái nguyên tắc. Tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi con nó có cuộc sống riêng. Thì cũng là con chăm, 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm ông và ngược lại. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được rồi. Không cần, còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là trời ơi sau này anh bệnh thì sao, anh bệnh thì sao. Đừng nghĩ cái chuyện đó, mất công lắm. Ba mẹ em cũng lo, tại ba mẹ anh thì chấp nhận việc không có cháu từ em rồi. Nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm. Thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi. Chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão. Thì hai đứa tự chăm cho nhau. Thật ra tự chăm cho nhau hoặc là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Tại vì càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó, em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con, mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần, không có đâu, bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ đúng rồi. Thật sự mà nói là như vậy. Rồi, cảm ơn thật hai sự đứa. Với cặp đôi này, trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em nha. Và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em. Đó. Và anh cũng là một trong những người rất là yêu quý thú cưng. Thì chắc có lẽ là khỏi cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em. Và anh rất mong muốn rằng là chương trình sẽ tạo điều kiện để kết nối cái chuyến đi đó. Phải chương trình đó. Và anh nhất quyết đó phải đi. Chương trình không đi anh cũng đi luôn. Trời ơi. Ok. Dạ, rồi. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình